Thì con lại không biết là chết rồi, liệu mình hỏi có đúng hay không. Nhưng mà chắc chắn khi mà cô nhận cái kết quả cái ngày đầu mình bị bệnh thì cảm giác cô như thế nào? Nó giống như con người nó bay. Trước đó nó có triệu chứng gì không cô? Triệu chứng thì sốt hoài. Cái vô trong bệnh viện nằm đâu chừng 10 ngày mà nó không biết mình gì hết. Rồi nó truyền thuốc này nọ hoài. Cái nó cũng bớt. Mà mấy ngày mới ra viện. Ra viện xong thời gian cái đó nó tụi biết sao nó hay mệt quá. Cứ đi khám cái đó mình cũng tỉnh lắm chứ nó có đau đớn gì trời trơn á. Rồi cái về tối cha con cứ ngồi. Rồi cái mình cũng lo việc nhà này cỏ nhỏ. Mà cô chưa biết. Chú biết gì hết trời trơn. Mà chú biết. Ảnh gọi cho mấy đứa con trai nó về nó nói gì nói. Bắt đầu tới tối nữa. Chú nói ra cho cô biết luôn. Chú có dự định giấu không? Mình phải nói biết trước để mình còn đề phòng. Chứ còn mình nếu mà mình cứ giấu giếm hoài thì nó đâu ra cái người trị bệnh họ không biết bệnh gì nữa. Nhưng rồi khi chú nói ra là chú có biết là cô sụp đổ hoàn toàn, đau khổ hơn? Thì đương nhiên rồi. Bị bệnh là đồng nghĩa với chú chết. Dạ. Đó, cho nên ai cũng sợ cả. Đó, nhưng mà may thay là qua đây thì vượt qua được gần 10 năm rồi. Dạ. Cô có muốn hỏi gì thì ở cái giai đoạn đó chú đã ở bên cạnh cô chăm sóc như thế nào? Muốn nhờ ảnh chứ. Đôi cái điều khi đêm cái thứ bệnh này nó kỳ lắm. Đi xa về có cái bữa tối thôi cả. Yeah. 1-2 giờ sáng tự nhiên nó khó thở vậy. Nó không có đau nhưng mà con người mà nó khó thở thôi. Cái kêu anh dậy. Kêu anh dậy rồi mở cửa sổ ra. Ảnh cũng ngồi an ủi này nọ vậy đó. Nhưng mà khi trong cái thời gian trị bệnh cô cảm thấy là cô lạc quan không? Thì phải lạc quan. Sau đó thì may mắn là cô đã vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Thì lại là chú, lại là người bị bệnh. Lúc đó thì là chú bị trầm cảm nữa chú hả? Sau này anh mới bị chứ. Anh mới bị cách đây có chừng 3 năm mà. Mình có tìm hiểu nguyên nhân vì sao không? Không hiểu nữa. Nhưng mà bác sĩ tư vấn trong nhà anh giờ có đâu kinh tế nó cũng bình thường chứ không phải eo hẹp. Cách đây mấy năm mình trị bệnh. Yeah. Đó.